lộ kế hoạch xung đột với Nga, Moscow phản ứng việc ông Putin bị đe dọa ám sát. Trạm tác chiến điện tử của Ukraine nổ tung sau đòn tập kích của Nga. Vũ khí miễn nhiễm với mọi thiết bị gây nhiễu trên chiến trường Ukraine. Ba Lan cân nhắc bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine Còn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong bài viết xuất bản ngày 12 tháng 7, báo Der Spiegel tiết lộ rằng trong kế hoạch hành động Đức được bảo mật, nước này có thể tiếp nhận 800.000 binh sĩ NATO và khoảng 200.000 phương tiện, bao gồm xe tăng và các khí tài khác, qua các cảng ở Hà Lan và Bỉ và di chuyển lực lượng về các sườn phía đông trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Một số tuyến đường cao tốc chủ chốt sẽ bị cấm lưu thông phương tiện dân sự để phục vụ cho mục đích này. Hai tờ báo đều chỉ ra các cộng đồng địa phương, những nơi mà binh sĩ sẽ đi qua sẽ làm nhiệm vụ cung ứng thực phẩm, nhà ở, nhiên liệu. Cảnh sát Đức và các dịch vụ khẩn cấp sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường quan trọng trước các cuộc tấn công. Trong khi đó, tờ Bill dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết, ngoài vai trò là trung tâm hậu cần của NATO Đức cũng sẽ cần thành lập một trại tù binh lớn trong lãnh thổ trong trường hợp xung đột với Nga nổ ra. Tổng thanh tra lực lượng vũ trang Đức, Castenbröer, ước tính Berlin có thời gian đến năm 2029 để chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Moscow, vì rất có thể năm đó là thời điểm Nga tấn công NATO. Các cộng đồng địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức diễn tập cho tình huống xấu nhất này. Theo The Spiegel, giữa lời thị trường của một thị trấn giấu tên, người dân địa phương không thể hiện bất kỳ sự nhiệt tình nào đối với những nỗ lực này tờ báo dẫn lời quan chức này cho biết, cho đến nay chỉ có một số ít người hiểu được thời kỳ chuyển giao nghĩa là gì. Trong khi nhiều quốc gia thành viên NATO trong những tháng gần đây tuyên bố rằng Nga đang ấp ủ kế hoạch tấn công khối quân sự do Mỹ đứng đầu, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước đã bác bỏ những cáo buộc đó là vô nghĩa và nhảm nhí. Ông cho rằng những người đưa ra những câu chuyện như vậy đã hoàn toàn mất trí. Moscow đã nhiều lần lên án việc gia tăng các hoạt động quân sự của NATO ở sườn phía đông, nói rằng những động thái như vậy sẽ làm căng thẳng tiếp tục leo thang và tạo ra các điểm nguy cơ cho Nga dọc biên giới, từ đó buộc Nga phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo quyền lợi và an ninh của chính mình. Cùng với đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhận thức được những mối nguy hiểm đến từ chế độ Kiev, bao gồm cả lời đe dọa ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Bình luận về thông tin đã được người đứng đầu Cục Tình báo Chính của Kiev, GUR Kirill Budanov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông Peskov nói với hãng truyền thông Nga Life vào hôm 13 tháng 7 tất cả các mối đe dọa đến từ chế độ kf đều rõ ràng do đó an ninh của tổng thống được thiết lập ở mức độ thích hợp ông budanov đã tiết lộ những nỗ lực của kf nhằm ám sát ông putin trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin nv của ukraina được công bố trước đó trong ngày ông tuyên bố rằng cơ quan của ông đã thực hiện một số nỗ lực ám sát tổng thống nga mà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào ông budanov tuyên bố những nỗ lực ám sát ông putin đã diễn ra nhưng như bạn thấy cho đến nay vẫn chưa thành công trong bối cảnh xung đột giữa nga và ukraina một số phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa tin về các nỗ lực ám sát ông Putin được cho là do Kiev thực hiện. Vào tháng 9 năm 2022, tờ báo lá cải Anh The Sun đưa tin về một vụ nổ gần đoàn xe của Tổng thống Nga. Trong khi vào đầu năm 2023, một số phương tiện truyền thông của Đức tuyên bố Tổng thống Nga đã bị máy bay không người lái tấn công nhưng không thành công. Vào thời điểm đó, Điện Kremlin đã bác bỏ những báo cáo như vậy là giật gân, không có căn cứ. quốc phòng Nga cho biết lực lượng đổ bộ đường không nước này đã phá hủy một trạm tác chiến điện tử của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnep thuộc vùng Kherson. Các đơn vị trinh sát trên không đã sử dụng máy bay không người lái Zala và phát hiện một vật thể phát ra sóng vô tuyến mạnh được xác định là một trạm tác chiến điện tử của Ukraine. Máy bay không người lái sau đó phóng hỏa lực về phía mục tiêu và ghi lại hình ảnh trạm tác chiến điện tử của Ukraine bị phá hủy. Bộ này cho biết thêm các đơn vị trinh sát đã theo dõi nhiều mục tiêu khác nhau bằng máy bay không người lái Zala suốt ngày đêm. Các mục tiêu bao gồm xe bọc thép hạng nhẹ, xe tăng và pháo tự hành của đối phương. Sở dĩ Nga tăng cường tấn công vào trạm tác chiến điện tử là bởi với chiến trường đầy rẫy những mối nguy hiểm, đặc biệt là UAV đe dọa bất kỳ thứ gì di chuyển, nhu cầu về hệ thống tác chiến điện tử đang rất lớn. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, Kiev đã đầu tư rất nhiều vào việc phát huy những khả năng này để có thể cung cấp chúng cho các lực lượng trên tiền tuyến. Ông Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine, nhận định với Business Insider rằng về việc phát triển các hệ thống tác chiến điện tử, chúng tôi hiện đang làm điều tương tự với các máy bay không người lái, đó là mở rộng quy mô sản xuất trong nước. Để làm vậy, chúng tôi cần bắt đầu xác định nhu cầu sản xuất, các khả năng và thách thức chúng tôi đã dỡ bỏ một số điều kiện để nhiều công ty tư nhân hơn có thể tham gia sản xuất và cạnh tranh điều này đang cho thấy hiệu quả và chúng tôi đã nhìn thấy kết quả các bên tham chiến có thể sử dụng công nghệ hiệu quả mà rẻ tiền trong tác chiến điện tử hình thức tác chiến này không chỉ giúp để vô hiệu hóa các loại đạn dẫn đường chính xác mà còn có thể làm xáo trộn tín hiệu điều khiển giữa phương tiện bay không người lái uav trinh sát hoặc tấn công với người vận hành tác chiến điện tử bao gồm nhiều hình thức không tốn kém theo chuyên gia Thomas Whittington thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, gây nhiễu là hình thức tương đối đơn giản. Hoạt động gây nhiễu định vị là làm quá tải bộ thu tín hiệu định vị vệ tinh bằng loạt nhiễu, khiến nó mất khả năng xác định vị trí, điều hướng lẫn tín hiệu thời gian nhận từ vệ tinh. Ngoài ra, lực lượng tác chiến điện tử còn có hình thức giả mạo tín hiệu. Cách làm này được thực hiện bằng việc gửi dữ liệu sai đến bộ thu tín hiệu định vị vệ tinh trên vũ khí đối phương, khiến chúng đi chệch hướng hoặc quỹ đạo gây nhiễu là phương pháp dễ hơn và có thể thực hiện với thiết bị rẻ tiền kỹ thuật viên ít được huấn luyện hơn còn giả mạo tín hiệu được sử dụng trong các tình huống cụ thể như giấu vị trí đóng quân trước đối phương cả hai đều có thể gây ra tác động rất lớn đối với vũ khí chính xác việc sử dụng các hệ thống định vị không phụ thuộc vào tín hiệu gps ví dụ hệ thống dẫn đường quán tính có thể giải quyết thách thức do tác chiến điện tử gây ra tuy nhiên các hệ thống thay thế gps không phải lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp Một vị tướng Phần Lan nhận định với Wall rằng việc Nga ngăn cản phương Tây cung cấp vũ khí chính xác cho Ukraine cho thấy vẫn còn những trường hợp sử dụng các hệ thống pháo với đạn không dẫn đường trong tác chiến công nghệ tiên tiến. Vũ khí dẫn đường bởi hệ thống GPS có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu của đối phương và đóng vai trò rất quan trọng với một số biện pháp đối phó trước đây của Ukraine nhằm chống lại Nga trong xung đột. Hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 có thể bắn trúng mục tiêu cách 70 km từng được coi là huyết mạch sống còn của Ukraine nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga vào mùa hè năm 2022. Tuy nhiên, các vũ khí chính xác do phương Tây cung cấp đang trở nên kém hiệu quả khi Nga thích nghi trên chiến trường và sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử. Các phương pháp này liên quan đến việc gây nhiễu hoặc giả mạo hệ thống GPS của vũ khí để chúng đi chạy hướng. Các biện pháp tác chiến điện tử này thường có giá rẻ và cũng có thể được sử dụng để chống lại UAV. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng các công cụ tác chiến điện tử trong xung đột. Các biện pháp này cũng cản trở bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, một loại bom dẫn đường do Mỹ và Thụy Điển sản xuất, có tầm bắn 150 km mà Ukraine nhận được vào đầu tháng 2, đưa tin, Trung tướng Esa Pulkinen của Phần Lan nhận định với Osisjonal rằng, tác chiến điện tử cho thấy đạn pháo không dẫn đường ít tiền tiền hơn vẫn được sử dụng. Theo ông Esa Pulkinen, chúng miễn nhiễm với bất kỳ loại thiết bị gây nhiễu nào và chúng sẽ tấn công mục tiêu bất kể phương tiện tác chiến điện tử nào được sử dụng. Theo New York Times, vũ khí dẫn đường chính xác là trọng tâm lớn trong chiến lược phòng thủ rộng lớn hơn của Mỹ, nhưng ở Ukraine, giao tranh chủ yếu diễn ra bằng đạn pháo không dẫn đường. Kết quả là Mỹ và các nước phương Tây hiện đang tăng cường sản xuất đạn pháo không dẫn đường. Các quan chức lầu năm góc cho biết, Mỹ đặt mục tiêu tăng sản lượng đạn pháo cỡ nòng 155mm lên 100.000 quả mỗi tháng vào năm 2025. Đạn pháo 155mm là loại đạn pháo cỡ nòng lớn được quân đội NATO và các đồng minh sử dụng rộng rãi. Loại đạn này bao gồm 4 phần, kíp nổ, thân đạn, thuốc phóng và mồi. Mỗi quả đạn có chiều dài khoảng 60cm, đường kính 155mm và trọng lượng khoảng 45kg. Đạn 155mm có thể được cấu hình theo nhiều cách khác nhau. Có thể sử dụng các hệ thống dẫn đường chính xác, vật liệu nổ mạnh, xuyên giáp hoặc phân mảnh lớn. Theo Pravda, Đề xuất của Kiev được đưa ra trong thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước, được ký kết trong chuyến thăm Ba Lan của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần. Ngoại trưởng Sikorski nói: "Ở thời điểm này, đây mới chỉ là một ý tưởng. Thỏa thuận giữa hai nước đã nêu rõ là chúng tôi sẽ cân nhắc đề xuất này." Ông nhấn mạnh: "Ba Lan là một quốc gia ở tiền tuyến và tên lửa Nga đã xâm phạm không phận nước này." Ông Sikorski chỉ ra: "Chúng tôi đang gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chỉ bắn hạ tên lửa khi chúng bay vào không phận của chúng tôi, thì các mảnh vỡ sẽ là mối đe dọa đối với công dân và tài sản của Ba Lan. Trong khi đó, phía Ukraine lại đang thuyết phục chúng tôi bắn hạ tên lửa trên không phận Ukraine khi chúng sắp xâm nhập không phận Ba Lan. Theo quan điểm của tôi, đó là cách tự vệ. Chúng tôi đang cân nhắc ý tưởng này. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak Kamis cho biết Warsaw sẽ tham khảo ý kiến của các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và phải được họ chấp thuận trước khi cố gắng đánh chặn bất kỳ tên lửa nào của Nga. Vài tháng trước, Warsaw từng cáo buộc tên lửa Nga bay vào không phận Ba Lan trong một khoảng thời gian ngắn khi Moscow tấn công các mục tiêu ở Tây Ukraine. Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pavel Vrosky cho biết phương án bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine bằng hệ thống phòng không của Warsaw đang được mang ra xem xét, nhưng quốc gia NATO chưa có quyết định cụ thể nào. Cách đây ít ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hiệp ước an ninh. Ông Zelensky nói rằng Hiệp ước này có thể mở đường cho phép Ba Lan bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga trong không phận Ukraine. Thủ tướng Tusk xác nhận sự tồn tại của điều khoản này, nhưng nhấn mạnh sẽ cùng các đồng minh NATO thảo luận về khả năng bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky trong vài tháng qua cũng đã đề nghị NATO bắn hạ các tên lửa đang bay tới của Nga. Ông so sánh nó với những gì Mỹ và Anh đã làm với Israel vào giữa tháng 4 trong một cuộc bắn phá trả đũa bằng tên lửa và rocket của Iran và lập luận rằng hành động đó sẽ không khiến khối này liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã trả lời vào thời điểm đó, NATO sẽ không trở thành một phần của cuộc xung đột. Ông nói thêm, không có kế hoạch nào về gửi quân đội NATO tới Ukraine hoặc mở rộng lá chắn phòng không của NATO tới Ukraine. Mặc dù các quan chức Mỹ và EU bác bỏ sự so sánh của ông Zelensky với Israel, nhưng họ đã đồng ý với những điều khác mà ông yêu cầu, từ việc bổ sung thêm các bệ phóng tên lửa và tên lửa Patriot, cho đến việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo Kiev Independent, trong ngày 12 tháng 7, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine đã thông báo về việc Nga tập kích diện rộng ở nhiều thành phố trên khắp cả nước trong đêm. Tại Starokostiantinov, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 5 tên lửa KH-101 và 11 UAV của đối thủ trong khi đó chính quyền thành phố Khevron tố nga nã pháo ồ ạt tại khu vực này ông Roman Moroko lãnh đạo chính quyền quân sự Khevron cho biết một số tòa nhà bị sập cơ sở hạ tầng cung cấp nước bị ảnh hưởng thực sự là một phép màu khi không có ai bị thương trong đợt pháo kích của đối thủ tại vùng Donetsk Ukraine tố nga tổ chức nhiều cuộc tập kích trong vòng 24 giờ qua ở Liman Pokrovsk và Kostiantynovka những vụ tấn công này khiến nhiều người thương vong Cùng ngày, ông Vyacheslav Gladkov, lãnh đạo tỉnh Belgorod của Nga, đã cáo buộc Ukraine tập kích qua biên giới, khiến một người thiệt mạng và 30 người bị thương. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 7 tuyên bố quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát đối với khu vực Voskod ở vùng Donetsk trong 24 giờ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thương vong cho 5 lữ đoàn Ukraine và nhóm tác chiến phía Nam gây thương vong cho nhiều binh sĩ Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã tấn công các đơn vị quân sự và thiết bị của Ukraine ở 127 khu vực, phá hủy máy bay không người lái UAV, 5 rocket thuộc hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS trong 24 giờ. Trong khi đó, nhận định về tình hình ở Kharkov, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga cũng thiệt hại đáng kể. Báo cáo của Anh cho biết trong vòng 2 tháng qua, Nga đã mất khoảng 70.000 quân. Con số này phản ánh đúng việc Moscow đẩy mạnh tiến công ở Kharkov, trong khi vẫn duy trì sức ép trên các mặt trận khác. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, dù Nga đã đạt được một số bước tiến ở Kharkov, nhưng Ukraine cũng phòng thủ tương đối hiệu quả và gây ra tổn thất lớn cho đối thủ. Trong thời gian tới, thương vong của Nga được dự báo sẽ ở mức trên 1.000 người mỗi ngày. Về phía Ukraine, Kiev thông báo rằng con số thương vong phía Nga từ đầu cuộc xung đột là 556.650 người. Moscow chưa đưa ra bình luận về các con số nêu trên. Các quan chức cấp cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hôm 12 tháng 7 tuyên bố rằng quân đội Nga gần đây đã vô hiệu hóa hai nhóm binh sĩ dự bị của Ukraine đóng gần khu định cư New York, tên cũ là Novogorodskoye. Một quan chức quân sự giấu tên của Cộng hòa Nhân dân Donetsk nói với hãng tin TASS, quân đội Ukraine gần khu định cư New York đã cố thực hiện một số ý định triển khai lực lượng dự bị. Tuy nhiên, họ phạm phải một số tính toán sai lầm và làm tổn thất hai nhóm binh sĩ dự bị lực lượng dự bị đối phương đã bị bao trùm bởi hỏa lực pháo binh và các máy bay không người lái uav của nga người này sau đó nhấn mạnh tình hình của lực lượng vũ trang ukraine đóng trong khu định cư new york hiện vô cùng khó khăn khi họ hứng chịu hỏa lực quân đội nga từ nhiều hướng thời gian gần đây nga liên tục tấn công vào điểm nóng căng thẳng ở khu định cư new york thuộc cộng hòa nhân dân tự xưng đồ nhét vừa qua một đoạn video được cho là cảnh bom hạng nặng FAB-3000 mới của Nga được thả xuống các vị trí của Ukraine tại khu định cư này đã xuất hiện trên mạng xã hội. Theo thông tin từ một số kênh Telegram của Nga, quả bom nặng 3 tấn được trang bị mô đun dẫn đường đã đánh trúng một trung tâm chỉ huy của Ukraine, phá hủy 4 phương tiện. Tòa nhà bị tấn công đã biến mất không dấu vết. Đoạn video được ghi lại bằng máy bay không người lái đã cho thấy một vụ nổ lớn. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Bom FAB-3000 được cho là đã được triển khai lần đầu tiên tại làng Lipsi, trong cuộc tấn công của Nga vào vùng Kharkov. Các chuyên gia quân sự Nga cho biết, bom FAB-3000 có sức công phá đủ để phá hủy ngay cả những công sự mạnh nhất và công nghệ mới cho phép tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Các chuyên gia phương Tây cũng thừa nhận rằng FAB-3000 và các loại bom nhỏ hơn mà Nga nâng cấp với cánh và hệ thống dẫn đường vệ tinh đang gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine. Trang Defense News cho rằng hiện nay Ukraine có ít cách đối phó với những đòn đánh bằng bom lượng của Nga. Khu định cư New York xuất điện lần đầu tiên trên bản đồ vào giữa thế kỷ 19. Hiện có nhiều truyền thuyết khác nhau về nguồn gốc cái tên kiểu Mỹ này trong một địa điểm tại Ukraine. Trong vài tháng gần đây, quân đội Nga đã có những bước tấn công tùy chậm nhưng đều đặn tại vùng Donbass. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB tuyên bố ngăn chặn vụ tấn công cực đoan vào một nhà thờ chính thống giáo ở cộng hòa Adygea, miền Nam nước Nga. Trong tuyên bố đưa ra mới đây, FSB cho biết, âm mưu tấn công do một thành viên của tổ chức cực đoan quốc tế lên kế hoạch tiến hành tại Cộng hòa Adygea đã bị ngăn chặn. Theo nhà chức trách, nghi phạm đã nhắm vào một nhà thờ ở thành phố Maykop và có ý định giết chết các linh mục và nhân viên bảo vệ trước khi phóng hỏa tòa nhà. Các quan chức cho biết, đối tượng này đã nghiên cứu địa điểm, lên kế hoạch cho cuộc tấn công và chế tạo một số quả bom cháy cải tiến. Thông báo của FSB cho biết, các đặc vụ FSB cũng thu giữ những tài liệu cực đoan cờ của một nhóm tổ chức cực đoan chưa xác định và một con dao. Nhà chức trách khẳng định nghi phạm có ý định ghi lại hình ảnh vụ tấn công và chia sẻ lên mạng với mục đích tuyên truyền về tổ chức của hắn. Kẻ tấn công được cho là đã lên kế hoạch bỏ trốn ra nước ngoài sau khi gây án nhưng đã bị FSB bắt giữ. FSB cho biết nghi phạm là một người di cư đến từ một nước Cộng hòa Trung Á và bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức cực đoan quốc tế. Cách đây ít ngày, báo Guardian dẫn nguồn hãng thông tấn TASS cho biết FSB đã ngăn chặn một vụ tấn công cực đoan vào tàu đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Nga và hiện đang được sửa chữa ở cảng Murmansk. Theo cáo buộc của FSB, tình báo Ukraine đã liên lạc và sử dụng một thủy thủ phục vụ tàu Kuznetsov, hứa hẹn sẽ trả tiền cũng như hỗ trợ quá cảnh tới Phần Lan sau khi thực hiện tấn công thành công con tàu. FSB đã mở một vụ án hình sự về vụ việc này. Tàu đô đốc Kuznetsov được hạ thủy năm 1987 và hiện là tàu sân bay duy nhất còn trong biên chế của Hải quân Nga. Con tàu bắt đầu được đại tu vào năm 2017 sau khi hỗ trợ các kế hoạch quân sự của Nga tại Syria. Chi phí sửa chữa dự kiến từ 300 triệu đến 350 triệu rúp, tức là khoảng từ 3,4 đến 4 triệu đô la Mỹ. Trong đó một số hệ thống trên tàu sẽ được nâng cấp, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tầm cực gần. Quá trình đại tu dự kiến hoàn thành vào năm 2024, giúp tàu sân bay đô đốc Kuznetsov có thêm năng lực chiến đấu mới và phục vụ hải quân Nga thêm từ 10 đến 15 năm nữa. FSB cũng thông báo về vụ bắt giữ một công dân Nga đã thừa nhận được quân đội Ukraine chiêu mộ, đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công cực đoan. Người này đã tổ chức gửi ba thiết bị nổ được ngụy trang như quà tặng đến nhà của ba nhân vật cao cấp trong Bộ Quốc phòng Nga tại thủ đô Moscow. Ukraine vừa qua tịch thu một tàu chở hàng quốc tế mà nước này cáo buộc là xuất khẩu trái phép nông sản từ vùng Crimea do Nga kiểm soát. Cơ quan an ninh Ukraine SBU hôm 11 tháng 7 năm 2024 tiết lộ rằng con tàu này mang tên Usko Emfu và đã sử dụng quốc kỳ Cameroon đã liên tục đậu tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea để lấy hàng nông sản rồi vận chuyển tới Trung Đông để bán với tư cách Nga. Theo SBU, hoạt động diễn ra thường xuyên trong các năm 2023-2024. SBU thông báo lực lượng của họ đã chặn tàu Usko Emfu trên biển đen gần tỉnh Odessa, tạm giữ con tàu và bắt giữ thuyền trưởng. Theo cơ quan công tố Ukraine, tàu Usko Emfu nhận được chặn bắt giữ rồi bị tạm giữ cùng với viên thuyền trưởng tại cảng Reni trên sông Danube, đoạn chảy giữa Ukraine và Romania. Sevastopol là một trung tâm quân sự và hải cảng quan trọng đối với Nga. Theo văn phòng tổng công tố Ukraine, thuyền trưởng của tàu là người Azerbaijan và SBU có tiết lộ rằng ông này tham gia hoạt động phi pháp cùng thủy thủ đoàn 12 người. Thuyền trưởng bị nghi đã vô hiệu hóa hệ thống theo dõi định vị GPS và ngụy tạo nhật ký hải trình nhằm che giấu việc xuất khẩu mà phía Ukraine coi là bất hợp pháp. SBU tuyên bố vị thuyền trưởng này có thể đối mặt với mức án 5 năm tù do vi phạm các hạn chế đi lại đối với các lãnh thổ do Nga kiểm soát nhưng phía Ukraine coi là lãnh thổ của mình. Hiện không rõ 12 thủ thủ còn lại có đối mặt với tội danh nào không. SBU cho biết, việc điều tra đang tiếp diễn để xác định toàn bộ hoàn cảnh của vi phạm này và xác định những người khác dính lý vào hoạt động này. Những vụ bắt giữ tàu như thế này là tương đối hiếm. Igor Delanom, Phó Giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga cho biết, đây là lần đầu tiên Ukraine bắt giữ một tàu biển quốc tế với cáo buộc xuất khẩu trái phép. Các nguồn tin trong lĩnh vực hàng hải anh ngại rằng, Nga có thể thực hiện hành động đáp trả trong bối cảnh xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đạt đỉnh. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Ukraine qua Biển Đen do tầm quan trọng của Ukraine với tư cách là nhà xuất khẩu các nông sản như lúa mì, lúa mạch và dầu hướng dương. Theo thỏa thuận này, Nga cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen do Nga khống chế trên thực tế. Tuy nhiên vì nhiều lý do, vào tháng 7 năm 2023, Nga chính thức rút khỏi sáng kiến ngũ cốc nói trên. Ukraine chỉ trích việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, động thái khiến xuất khẩu lương thực của Ukraine giảm mạnh. Kể từ đó, Ukraine đã cố gắng mở các tuyến đường biển mới, thường là bám theo đường bờ biển để lách qua thế phong tỏa trên thực tế của Nga, đưa sản lượng xuất khẩu ngũ cốc của mình trở lại gần mức trước xung đột vũ trang. Bất chấp các khó khăn mới, Ukraine đã xoay sở để xuất được lượng đáng kể nông sản, 20 triệu tấn hàng tới 24 nước trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023. Người đứng đầu văn phòng công tố Ukraine phụ trách Ihor Ponochopny cho biết, việc bắt giữ lần này sẽ là tín hiệu rõ ràng gửi tới những nước giúp Nga lách các lệnh trừng phạt và bán nông sản lấy từ những vùng họ kiểm soát của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đã tích hợp thành công hệ thống tác chiến chống drone, máy bay không người lái cho các dàn pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A đang thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine. Đây là biện pháp giúp quân đội Nga bảo vệ hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Trước các cuộc tấn công bằng drone và bom lượn đang ngày càng trở nên phổ biến trên các chiến trường. Theo thông tin trên trang Sputnik, hệ thống tác chiến điện tử mới được tích hợp vào TOS 1A bao gồm súng bắn drone loại mới nhất cùng các hệ thống khác có khả năng gây nhiễu và cắt đứt liên lạc của các loại drone. Công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa từ các loại drone khác nhau, bao gồm cả FPV, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Loại drone vốn phụ thuộc nhiều vào việc duy trì tín hiệu liên lạc liên tục để hoạt động. Chức năng chính của hệ thống tác chiến điện tử nâng cấp này là chặn tín hiệu trên nhiều tần số mà các drone sử dụng để định vị và tấn công mục tiêu, từ đó cải thiện khả năng phòng thủ của TOS-1A và đảm bảo hiệu quả chiến đấu của nó trên chiến trường. TOS-1A còn được biết đến với cái tên là Solntsepok, được xem là một trong những hệ thống vũ khí có uy lực mạnh nhất trên thế giới và là một quân bài chiến lược của lực lượng pháo binh Nga. Đây là hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS với 24 ống phóng tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy được đặt trên bộ khung gầm xe tăng T-72. TOS-1A có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 6 km và phóng liên tiếp 24 quả đạn bao phủ một khu vực rộng lớn với sức hủy diệt mạnh. Việc bổ sung thêm hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến càng củng cố vai trò quan trọng của TOS-1A trong tác chiến của các lực lượng Nga ở Ukraine. Trong thời gian qua, các hệ thống nhiệt áp hạng nặng của Nga đã thể hiện uy lực trên chiến trường khi phá hủy nhiều mục tiêu kiên cố của Ukraine. Nga dường như sử dụng đạn nhiệt áp trong nhiệm vụ tập kích vì loại đạn này có thể gây ra sức công phá lớn với mục tiêu kiên cố của đối phương. Hồi đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại cuộc tấn công của hệ thống pháo TOS-1A Solsepiok nhằm vào các vị trí của lực lượng Ukraine ở miền Đông. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống Sonsepiok tại thời điểm đó đã tấn công một cứ điểm và vị trí tập trung nhóm quân Ukraine tại khu vực Toski ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Hôm 12 tháng 7, tờ New York Times đưa tin các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không kỳ vọng Ukraine sẽ thực hiện nỗ lực phản công mới nhằm đẩy lùi quân đội Nga trong năm nay, bất chấp việc các quốc gia thành viên đã cam kết cung cấp vũ khí mới trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo nguồn tin, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington tuần này, Ukraine đã nhận được cam kết cung cấp thêm tên lửa, xe bọc thép và đạn dược từ Mỹ và các đồng minh. Các quốc gia này đồng thời cũng ký cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Tuy nhiên, tờ New York Times cho biết sẽ mất nhiều tháng và nhiều năm để việc chuyển giao vũ khí hoàn tất vì một số trong đó vẫn chưa được sản xuất. Phát biểu với điều kiện giấu tên, một quan chức cấp cao của NATO tiết lộ viện trợ sẽ đẩy Kiev vào con đường tiến tới một cuộc phản công mới vào năm 2025. Một người khác cho biết quân đội Ukraine sẽ tiếp tục ở thế phòng thủ trong ít nhất 6 tháng nữa. Chính phủ Ukraine đã đổ lỗi cho việc cung cấp vũ khí không đủ của phương Tây là nguyên nhân gây ra thất bại cho lực lượng của họ trên chiến trường, bao gồm cả trong cuộc phản công hồi năm ngoái. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phàn nàn về vấn đề tương tự. Ông tuyên bố rằng Kiev có quân đội sẵn sàng chờ được trang bị vũ khí. Ông Zelensky nói với hãng tin Bloomberg, Chúng tôi có mong muốn phát động một cuộc phản công, nhưng các công cụ vẫn chưa đến tức là chúng tôi có các lữ đoàn mà không có vũ khí. Chúng tôi có lực lượng dự bị, chúng tôi có 14 lữ đoàn vũ trang nhưng chưa có vũ khí phù hợp. Giới chức phương Tây đã đổ lỗi một phần do chính Kiev. Theo đó, tổng thống Zelensky được cho là đã nhiều lần vượt quyền giới lãnh đạo quân sự Ukraine để ưu tiên các mục tiêu chính trị. Chẳng hạn, đầu năm 2023, ông đã dồn lực để phòng thủ thành phố Bakhmut, từ chối lời kêu gọi của các quan chức quân đội Mỹ rút lui và bảo toàn quân đội để phản công. Về phần mình, Moscow từng tuyên bố không có khoản viện trợ nước ngoài nào có thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột Ukraine. Theo Nga, sự hỗ trợ từ bên ngoài sẽ kéo dài tình trạng đối nghịch một cách không cần thiết. Các quan chức Nga cũng dự đoán vũ khí do phương Tây sản xuất sẽ bị thiêu rụi giống như các vũ khí của Ukraine. Cuộc phản công năm 2023 của Ukraine đã thất bại mà không đạt được nhiều đột phá. Vào đầu năm 2024, Ukraine rơi vào thế khó sau khi Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội chặn một dư luận viện trợ mới và các lực lượng Ukraine bắt đầu cạn kiệt đạn dược cũng như các nguồn cung cấp khác. Trong thời gian đó, các đồng minh châu Âu của Ukraine đã phải vật lộn để bù đắp sự thiếu hụt và Nga đã có thể giành thêm lãnh thổ ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, việc Mỹ cấp thêm viện trợ vào tháng 4 đã cho phép Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Mới đây, ông Naja Volosin, người phát ngôn của nhóm binh sĩ Khotysia của Ukraine cho biết, ở tỉnh Kharkov, lực lượng Ukraine đang cố gắng giành lại các khu vực đã mất và đánh hạ quân đội Nga Kiev Independent dẫn lời ông Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine, rằng Ukraine đã ngăn chặn kế hoạch của Nga nhằm tiến công và kiểm soát làng Borova, tỉnh Kharkov. Nga không chiếm được khu vực nào và hiện tình hình đang nằm dưới sự kiểm soát của lữ đoàn tấn công số 3 Ukraine. Ở diễn biến có liên quan, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Kiev có kế hoạch chống lại sự gây hấn của Nga nhưng cần thêm vũ khí. Ông nói, chúng tôi có khả năng và chúng tôi có thể giành chiến thắng. Chúng tôi có một kế hoạch và chúng tôi nói rằng chúng tôi cần thêm vũ khí. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ xung đột sẽ kết thúc hay không, Bộ trưởng Umerov nói rằng chúng tôi biết cách thức và có khả năng chiến thắng. Bình luận về vụ Nga bị cáo buộc tấn công tên lửa vào bệnh viện Okhmatdet, ông Umerov cho rằng Ukraine cần tăng cường phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự. Được biết thời gian qua, phương Tây đẩy nhanh quá trình viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh nước này thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng. Tuy nhiên, động thái này của các nước phương Tây cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Nga cho rằng, việc Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine chỉ khiến kéo dài cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng hơn. Nga tuyên bố, quân đội nước này sẽ tăng cường tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho lưu trữ vũ khí phương Tây ở Ukraine. Một vị tướng Nga cảnh báo, để đối phó với các mối đe dọa do Mỹ và các đồng minh gây ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện lực lượng và tăng cường sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự chúng tôi cũng sẽ tăng cường cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí của phương Tây. Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ được giao cho đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu của kế hoạch quân sự. Các chuyên gia cho rằng, với việc Nga khẳng định sẽ tấn công vào các trung tâm hậu cần và kho lưu trữ vũ khí phương Tây ở Ukraine, thì chỉ một sai lầm nhỏ từ bất kỳ bên nào cũng có khả năng dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên. Trong cuộc thảo luận tại Viện Reagan Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định hội nghị thượng đỉnh NATO giống cuộc đối thoại về tiêm kích F-16, đồng thời đánh giá việc mẫu tiêm kích này có hữu ích đối với Ukraine hay không phụ thuộc vào số lượng và thời điểm bàn giao. Ông Zelensky nói Ukraine chờ đợi hỗ trợ từ phương Tây như người mẹ chờ con sau giờ học. Theo ông, Nga triển khai lượng lớn tiêm kích tham gia xung đột, do đó số ít F-16 sẽ không tạo ra khác biệt trên chiến trường. Ông Zelensky cho biết dù chúng tôi có sở hữu 50 chiếc F-16, số máy bay này vẫn không là gì vì Nga có tới 300 tiêm kích. Chúng tôi đang phòng thủ và cần 128 chiếc F-16. Đồng thời ông nhấn mạnh chúng tôi không thể địch lại Nga trên bầu trời trừ khi sở hữu được chừng đó tiêm kích F-16. Nhưng đây là điều rất khó. Ông Zelensky đưa ra bình luận sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo đợt chuyển giao tiêm kích F-16 đầu tiên cho Ukraine đang diễn ra số tiêm kích F-16 này đến từ Đan Mạch và Hà Lan. Không quân Ukraine dự kiến vận hành chúng vào mùa hè này. Được biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần hối thúc phương Tây cung cấp các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất nhằm giúp đối phó kế hoạch quân sự của Nga. Do vậy, việc F-16 được đưa tới Ukraine có thể coi là chiến thắng dành cho nỗ lực của Tổng thống Zelensky. Ông Mark Kansian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, đây là nỗ lực mang tính biểu tượng vô cùng quan trọng. Đây thực sự là yếu tố cuối cùng mà ông Zelensky coi là quan trọng đối với quốc phòng Ukraine. Ông Kansian lưu ý rằng trước F-16, Mỹ từng ngần ngại cung cấp một loạt hệ thống vũ khí gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, khẩu đội phòng không Patriot, xe tăng Abrams, tên lửa ATACMS cho Ukraine. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chuyển giao cho Kiev. Chuyên gia Kansian nhận định về F-16 rằng: Tôi nghĩ vũ khí này sẽ giúp ích cho hệ thống phòng không, nhưng nó sẽ không phải là viên đạn bạc, đồng thời cho biết Ukraine sẽ không có đủ số lượng F-16. Nga đã khai thác những lỗ hồng trong hệ thống phòng không của Ukraine để thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, cũng như gây sức ép với quân đội Kiev ở tiền tuyến. Chuyên gia Kansian dự đoán phòng không có thể sẽ là mục đích sử dụng chính của máy bay F-16 tại Ukraine bên cạnh việc hỗ trợ quân đội ở tiền tuyến và tiến hành một số cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thăm Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Mouse đã thông báo về gói viện trợ cho Ukraine. Chính phủ nước này dự định cung cấp cho Ukraine thêm 250 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự, khoản viện trợ lớn nhất của nước này kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine. Cụ thể, trong gói viện trợ này, Australia sẽ chi tiền để hỗ trợ Ukraine tên lửa phòng không vũ khí không đối đất trong đó bao gồm cả vũ khí dẫn đường, vũ khí chống tăng, đạn pháo, súng cối, đại bác và vũ khí nhỏ. Đồng thời, Australia cũng sẽ ủng hộ một lô hàng gồm các đôi ủng để các binh sĩ Ukraine sử dụng trong chiến đấu. Với gói viện trợ vừa công bố, cho đến lúc này, Australia đã viện trợ tổng cộng hơn 1,3 tỷ đô la Úc cho Ukraine, trong đó 1,1 tỷ đô la Úc là viện trợ quân sự. Ngoài các gói viện trợ này, Australia cũng sẽ tham gia các sáng kiến của NATO về đào tạo và đảm bảo an ninh cho Ukraine với vai trò là đối tác điều hành. Trong chuyến thăm Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mouse cùng với các đối tác khác ký biên bản ghi nhớ về liên minh máy bay không người lái để thực hiện cam kết trị giá 30 triệu đô la Úc của nước này nhằm hỗ trợ Ukraine trang bị máy bay không người lái. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Mouse cho biết đây không phải là gói viện trợ cuối cùng mà nước này cung cấp cho Ukraine và khẳng định nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine đến khi Ukraine giải quyết được cuộc xung đột theo cách riêng của mình. Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mouse cho biết Australia gia hạn và mở rộng cam kết đào tạo tân binh cho lực lượng vũ trang Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch Kudu trong suốt năm 2024. Australia cũng luân chuyển một vòng mới các sĩ quan Nhân viên có trình độ và kinh nghiệm chiến đấu, huấn luyện binh sĩ từ căn cứ Đắc Win tới Anh để tiếp tục chiến dịch này. Theo đó, số lượng thành viên lực lượng phòng vệ Australia ADF được triển khai sẽ tăng lên, được thay đổi luân phiên theo từng khóa đào tạo, mở rộng ra các chương trình đào tạo lãnh đạo cấp cơ sở, tập trung vào các kỹ năng chiến đấu cơ bản như chiến tranh đô thị, sơ cứu chiến đấu, công binh, trinh sát, bắn súng, vân vân. Kể từ tháng 6 năm 2022, hàng chục nghìn người Ukraine đã được đào tạo để trở thành binh sĩ như một phần của chương trình đào tạo rộng lớn hơn do Vương quốc Anh chủ trì và hỗ trợ bởi các nhân viên đến từ Australia, Canada, New Zealand, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Litva, Hà Lan và gần đây là Rumani. Kể từ tháng 1 năm 2023, quân đội Australia chính thức tham gia chương trình này và đã giúp đỡ đào tạo hàng nghìn tân binh Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh NATO được coi là dịp để khối tìm biện pháp thực hiện hóa mục tiêu bắt kịp và vượt Nga trong cuộc đua vũ khí để hỗ trợ Ukraine tốt hơn. NATO được cho là đã đạt được thắng lợi lớn với những cam kết về chuyển giao vũ khí cho Ukraine ngay từ ngày đầu khai mạc hội nghị, đặc biệt là tuyên bố cung cấp 5 tổ hợp phòng không chiến lược cho Kiev, cũng như thông báo về việc chuyển giao những tiêm kích F-16 đầu tiên cho nước này. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova mới đây nói trong một cuộc họp báo rằng chính quyền Kyiv cuối cùng cũng được hứa hẹn về một con đường không thể đảo ngược dẫn đến việc gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Thành thật mà nói, tôi không biết con đường không thể đảo ngược này dẫn đến việc gia nhập liên minh sẽ như thế nào, nhưng tôi đoán rằng đó là con đường dẫn đến bờ vực thẳm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quyết định của hội nghị thượng đỉnh NATO về tư cách thành viên của Ukraine nhằm hối thúc người Ukraine tiếp tục chiến đấu. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov cho rằng hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington là một sự kiện thất bại và đáng xấu hổ. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev chỉ trích việc NATO hứa hẹn sẽ kết nạp Ukraine, cho rằng Moscow nên hướng tới mục tiêu là sự biến mất của cả Kiev và Liên minh quân sự NATO. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 29, nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm, Jens Stoltenberg tuyên bố rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là rủi ro lớn nhất đối với Liên minh quân sự gồm 32 thành viên. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, rủi ro lớn nhất là khi Nga chiến thắng ở Ukraine, chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Nhà lãnh đạo NATO nói thêm, kết quả cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev sẽ định hình hệ thống an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Vẫn theo ông Stoltenberg, việc Nga chiến thắng sẽ khuyến khích các đối thủ của khối tìm cách làm NATO thất bại. Theo thông cáo được trang web president.gov.ua công bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Rumani Klaus Iohannis do Washington DC đã ký bản thỏa thuận về hợp tác an ninh giữa Kiev và Bucharest. Một đoạn trong thông cáo viết, chính quyền Rumani sẽ chuyển giao một hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, tiếp tục ủng hộ Kiev, giống những gì đã làm trong giai đoạn 2022-2024 và tạo điều kiện vận chuyển nhanh chóng các thiết bị cần thiết qua lãnh thổ của họ đến Ukraine. Thông cáo viết thêm, điểm đặc biệt của thỏa thuận an ninh này là hợp tác cụ thể nhằm tăng cường an toàn cho khu vực Biển Đen. Rumani sẽ giúp Ukraine trong công tác giả phá bom mìn ở Biển Đen và cung cấp hỗ trợ thông qua các cơ chế của Liên minh châu Âu, EU và NATO. Thỏa thuận này nâng tổng số thỏa thuận song phương dài hạn mà Kiev đã ký với các đối tác như Anh, Đức, Pháp và Mỹ lên 23. Các tài liệu có khuôn khổ tương tự nhưng đều khác nhau. Cũng theo thỏa thuận, Rumani sẽ đóng góp vào việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Ngoài việc hỗ trợ đào tạo nói trên, hồi đầu tháng 6, Tổng thống Rumani cũng đã cho biết Hội đồng Quốc phòng nước này thảo luận về khả năng nhượng lại hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Vào cuối tháng 3 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cần ít nhất 25 hệ thống phòng không Patriot, mỗi hệ thống được trang bị từ 6 đến 8 hệ phóng. Rumani hiện sở hữu 7 hệ thống Patriot, được đặt hàng vào năm 2017, trong đó 4 hệ thống đã được bàn giao và duy nhất một hệ thống được thông báo là đã đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2023. Với tổng chi phí lên đến khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, đây là thương vụ đắt nhất trong lịch sử quốc phòng Rumani. Khoản chi này nhấn mạnh cam kết của Rumani đối với quốc phòng và giá trị chiến lược của các hệ thống Patriot trong kho vũ khí của nước này. Vào thời điểm đó, ông Iohannis nhấn mạnh quyết định nhận lại hệ thống Patriot sẽ được đưa ra sau khi tham khảo kỹ lưỡng các chuyên gia quân sự và trong nội bộ hội đồng quốc phòng. Có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến thông tin này. Nhiều ý kiến phản đối khi cho rằng mỗi hệ thống Patriot đều rất quan trọng đối với hệ thống phòng không Rumani đặc biệt trong bối cảnh hiện chỉ có một trong bốn hệ thống hoạt động. Việc nhượng lại một trong những hệ thống này sẽ làm giảm đáng kể khả năng phòng thủ của Rumani trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và trên không. Vừa qua, các nhà lãnh đạo NATO tổ chức hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi khép lại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày tại Washington, nước Mỹ. Liên minh quân sự gồm 32 nước đã dùng hội nghị lần này để bày tỏ quyết tâm trong việc chống lại nga và ủng hộ ukraine bên cạnh việc ukraine là tâm điểm chú ý hội nghị nato cũng đã nhìn sang châu á các lãnh đạo nato đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa trung quốc và nga tuyên bố hội nghị thượng đỉnh washington đã gọi trung quốc là bên tạo điều kiện mang tính quyết định cho cuộc xung đột của nga chống lại ukraine thông qua quan hệ đối tác không giới hạn giữa nga trung quốc và sự hỗ trợ quy mô lớn cho công nghiệp quốc phòng của Nga, trong đó có việc cung cấp các hàng hóa lưỡng dụng. Đây được coi là sự chỉ trích nghiêm trọng nhất của NATO với Bắc Kinh kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. NATO cho rằng việc Trung Quốc tạo điều kiện cho cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu trong lịch sử gần đây sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích và danh tiếng của mình. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, tôi nghĩ rằng thông điệp được gửi từ NATO từ hội nghị thượng đỉnh này rất mạnh mẽ và rất rõ ràng chúng tôi đang xác định rõ ràng trách nhiệm của trung quốc khi nói đến việc tạo điều kiện cho cuộc xung đột của nga về phần mình tổng thống mỹ joe biden cho biết các nước nato ở châu âu có thể sẵn sàng hạn chế đầu tư vào trung quốc vì cáo buộc bắc kinh ủng hộ kế hoạch quân sự của nga ở ukraine theo ông biden nato cần phải khiến trung quốc hiểu họ sẽ phải trả giá cho việc hỗ trợ nga bằng cách bán cho moscow linh kiện vật tư có công dụng kép dùng được cho mục đích dân sự và quân sự như bộ phận vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô dùng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không được hưởng lợi về mặt kinh tế và sẽ không nhận được loại đầu tư mà họ đang tìm kiếm nếu tiếp tục cung cấp cho Moscow các cơ chế cho phép Moscow thúc đẩy nỗ lực xung đột. Trước cáo buộc trên, phát ngôn viên phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu-EU đã lên tiếng chỉ trích dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh NATO phía trung quốc cho rằng những đoạn đề cập đến vai trò của bắc kinh trong cuộc xung đột ukraine là khiêu khích và không đúng sự thực phát ngôn viên phái bộ trung quốc nói mọi người đều biết trung quốc không phải là bên gây ra tình trạng khủng hoảng ở ukraine tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh nato tại washington mang đầy tư tưởng chiến tranh lạnh với giọng điệu gây hấn những nội dung liên quan đến trung quốc đều không chính xác và mang tính kích động Phái bộ Trung Quốc khẳng định rằng quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine vẫn luôn là thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ngày 12 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen sẽ được nối lại và thỏa thuận cuối cùng về vấn đề này sẽ được ký kết tại thành phố Istanbul. Ông Erdogan cho biết, chúng tôi đã thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi sẽ tuân thủ tiến trình, nếu chúng ta có thể tập hợp cả hai bên về vấn đề này, tôi hy vọng các bước sẽ được thực hiện hướng tới khởi động lại sáng kiến Biển Đen. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất quá trình này ở Istanbul. Đây là những kỳ vọng của chúng tôi. Trước đó, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara nỗ lực thuyết phục Nga nối lại thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Tuy nhiên, ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn hành lang ngũ cốc chạy qua lãnh thổ nước này và cung cấp nông sản cho các nước châu Phi đang thiếu lương thực chứ không phải được vận chuyển đến phương Tây. Hãng thông tấn Anadolu dẫn phát biểu của tổng thống Erdogan tại cuộc họp báo rằng, như các bạn đã biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển 30 triệu tấn ngũ cốc qua hành lang ngũ cốc ở Biển Đen. Tôi đã hỏi tổng thống Nga, ông ấy cảm thấy như thế nào về việc nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen để tạo hành lang qua Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển nông sản đến châu Phi và các khu vực khác đang thiếu hụt nghiêm trọng lương thực. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ông ủng hộ bất kỳ đề xuất nào tương tự như sáng kiến ngũ cốc của Istanbul. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ này. Tôi hy vọng rằng hành lang ngũ cốc ở Biển Đen sẽ sớm được mở cửa trở lại. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, phía Nga phản đối việc cung cấp ngũ cốc cho châu Âu thông qua thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vì phương Tây không đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với việc xuất khẩu ngũ cốc của chính Moscow. Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được ký kết tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 và đã hết hạn vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Thỏa thuận này có vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định giá lương thực toàn cầu và ngăn chặn nạn đói ở nhiều nơi. Ngày 17 tháng 7 năm 2023, Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này, vốn cho phép các tàu vận chuyển ngũ cốc và lương thực đi qua khu vực bị phong tỏa trên biển Đen. Ngay sau đó, giá lương thực đã tăng vọt, đặc biệt là giá lúa mì, ngô và đậu nành ở châu Âu. Trung Đông cũng như các khu vực khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cáo buộc rằng phương Tây là đích đến đối với phần lớn ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine, trong khi mục tiêu chính của thỏa thuận này cung cấp ngũ cốc cho các nước có nhu cầu, kể cả các nước châu Phi, chưa bao giờ được thực hiện. Quân đội Ukraine đang ngày càng mệt mỏi vì giao tranh và thiếu quân tiếp viện, trong khi một số người dân Ukraine muốn lực lượng vũ trang tiếp tục chiến đấu, nhưng họ lại không muốn ra tiền tuyến. Về đối ngoại, phương Tây đang treo tư cách thành viên trong các khối chính trị, EU và quân sự, NATO, vẫn cung cấp vũ khí nhưng không đủ để Kiev có bước đột phá. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Ukraine không loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga, nhưng chúng chỉ có thể được tổ chức thông qua các bên trung gian. Theo đó, Kiev có thể tìm ra một mô hình cho một giải pháp tiềm năng với Moscow. Nhà báo chuyên về quân sự người Ukraine, Sergei Maidukov nhận định trong một bài viết được đăng trên tạp chí Newsweek của Mỹ cho thấy, Tổng thống Zelensky có khuynh hướng đàm phán. Theo chuyên gia này, có nhiều vấn đề khó khăn mà Ukraine phải đối mặt gần đây, đang buộc nhà lãnh đạo đất nước dường như ngày càng nghĩ đến viễn cảnh bắt đầu đối thoại với Nga. Theo chuyên gia Maydukop, Tổng thống Ukraine thực sự phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn là đồng ý giải quyết xung đột một cách hòa bình và việc tiếp tục thù địch sẽ dẫn đến sự sụp đổ của đất nước. Theo đó, rõ ràng là nếu ông Zelensky đồng ý đàm phán hòa bình, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào vị thế của ông trong bộ phận có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa trong xã hội Ukraine. Mặt khác, nếu xung đột kéo dài, điều này có thể dẫn đến sự thất bại hoàn toàn của Ukraine. Và cũng theo chuyên gia, nếu đồng ý đàm phán với Nga mà không có điều kiện tiên quyết là nhất quyết khôi vực toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, điều này sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong quan điểm của Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, theo đài RT của Nga, Mỹ đã bật đèn xanh cho các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine bằng vũ khí do Washington cung cấp nhằm vào các mục tiêu của Nga hồi cuối tháng 5. Washington cho rằng sự thay đổi chính sách này sẽ giúp Kiev đẩy lùi cuộc tấn công của Moscow ở khu vực biên giới Kharkov. Vào thời điểm đó, ông Biden cho biết Mỹ chỉ cho phép Ukraine tấn công ở khu vực gần biên giới với Nga khi Moscow sử dụng vũ khí ở bên kia biên giới tấn công các mục tiêu cụ thể ở nước này. tờ Washington Post đưa tin Ukraine chỉ được phép tấn công khoảng 100 km bên trong lãnh thổ Nga theo sự cho phép của phương Tây. Các quan chức Kiev phản rằng họ không được phép tấn công một số sân bay quan trọng. Giới chức Lầu Năm Góc sau đó cũng xác nhận Ukraine được phép tấn công các mục tiêu bên ngoài khu vực Kharkov. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tất cả các hạn chế sẽ được dỡ bỏ. Ông phản ứng gay gắt với việc Kiev không được phép trả đũa một số cuộc tấn công của Nga. Ngược lại, theo tờ The Telegraph, phía Anh đã cho phép Ukraine tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Anh cung cấp. Cụ thể, sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 10 tháng 7, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo rằng Ông đã biết về việc Kiev được phép sử dụng tên lửa Storm Shadow chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Ông nói thêm rằng hai quan chức đã có cơ hội thảo luận về việc thực hiện quyết định này trên thực tế. Song tờ báo Anh khẳng định trên thực tế không có thay đổi chính sách nào liên quan đến vũ khí sau khi chính phủ của Đảng Lao động mới lên nắm quyền. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga gần như là hành động gây hấn. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo về một phản ứng bất cân xứng nếu kịch bản đó xảy ra. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về cuộc khủng hoảng ở Ukraine được tổ chức ở Bergenstock, Thụy Sĩ vào tháng trước. Hơn 90 quốc gia đã tham gia sự kiện này, nhưng Nga không nhận được lời mời, trong khi một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, từ chối tham dự do cho rằng Moscow cần là một phần của tiến trình trên. Cuộc họp tập trung vào ba điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là công thức hòa bình. Một tuyên bố chung đã được đưa ra vào cuối hội nghị thượng đỉnh, song nhiều bên tham dự từ chối ký vào và thậm chí một số bên rút lại chữ ký không lâu sau sự kiện. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã khen ngợi hội nghị này là một thành công, đồng thời đề xuất một đại diện từ Moscow có thể được phép tham dự trong vòng thứ hai của cuộc đàm phán vào cuối năm nay. Trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 7, người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov nhấn mạnh nga vẫn cởi mở đối thoại với ukraine song cho biết trước tiên nước này phải biết những gì sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai này ông peskov nói ngay từ đầu chúng tôi đã tuyên bố rằng sự mở rộng của nato sang lãnh thổ ukraine là không thể chấp nhận được đó là mối đe dọa không chấp nhận được với sự tồn tại và an ninh của chúng tôi người phát ngôn điện kremlin nhấn mạnh nga sẽ không thảo luận về bất kỳ chi tiết cụ thể nào nếu nó bị tách rời vấn đề an ninh quốc gia, ông Peskov lưu ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích rằng chúng tôi sẵn sàng thảo luận về tình hình nói chung, tất cả các khía cạnh liên quan đến an ninh trên châu lục, an ninh của phía chúng tôi cùng các đảm bảo an ninh cho các quốc gia khác. Tất cả những điều này nên được thảo luận cùng lúc. Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh về việc sẽ không tham gia vào bất kỳ hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế nào dựa trên công thức hòa bình của ông Zelensky đề xuất mà Moscow cho là xa rời thực tế. Kế hoạch của ông Zelensky bao gồm các yêu cầu như Nga phải rút binh sĩ hoàn toàn khỏi tất cả lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền, bồi thường sau xung đột và mở một phiên tòa về tội ác chiến tranh để trừng phạt giới lãnh đạo Nga. Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng đặt ra những điều khoản để khởi động một lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán với Kiev những điều này bao gồm Ukraine rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sắp nhập, gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, khu vực Kherson và Zaporizhia, cũng như cam kết sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Lầu Năm Góc thông báo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Andrei Belousov ngày 12 tháng 7 đã thực hiện cuộc điện đàm thứ hai chỉ trong vòng hơn hai tuần. Trả lời họp báo, Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết cuộc điện đàm do phía Nga khởi xướng. Trong tuyên bố ngắn gọn sau cuộc điện đàm, bà Sabrina Singh nói rằng ông Austin đã nhấn mạnh với ông Belousov về tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thảo luận về vấn đề ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và giảm thiểu nguy cơ gia tăng căng thẳng hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện những cuộc điện đàm một cách không thường xuyên bất chấp căng thẳng gai gắt liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine cuộc gọi diễn ra sau khi thượng đỉnh nato ở mỹ ra tuyên bố chung với phần lớn nội dung chỉ trích nga liên quan cuộc chiến ở ukraine đồng thời tái khẳng định quyết tâm viện trợ quân sự và tài chính cho kiev cũng như hướng tới tư cách thành viên nato cho ukraine theo the hill cuộc điện đàm lần này diễn ra chưa đầy một tháng sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông austin và ông Belousov hôm 25 tháng 6. Trước đó, tại cuộc điện đàm hôm 25 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belousov và người đồng cấp Mỹ Austin đã thảo luận về vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của Washington. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh vấn đề Ukraine. Bộ trưởng Belousov nhấn mạnh nguy cơ gia tăng căng thẳng hơn nữa do Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho các lực lượng vũ trang Ukraine hai bên cũng thảo luận về một số vấn đề khác. Trong khi đó, Lầu Năm Góc nhấn mạnh Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Nga đã thảo luận tầm quan trọng của các đường dây liên lạc mở. Sự kiện hôm 25 tháng 6 đánh dấu cuộc trao đổi đầu tiên giữa ông Austin và ông Belousov, đồng thời là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ kể từ tháng 3 năm 2023. Thời điểm người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga là ông Sergei Shoigu. Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nga chỉ trích Mỹ vì Washington hỗ trợ quân sự liên tục cho Ukraine. Gần đây, Washington đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để nhắm vào một số khu vực của Nga gần thành phố Kharkov. Ủy ban Quân vụ thượng viện Mỹ vừa đề xuất không quân sử dụng hệ thống phòng không kiểu quái vật Frankenstein sau thành công trên chiến trường Ukraine. Cụ thể, Ủy ban Quân vụ thượng viện Mỹ (SASC) đã công bố dự thảo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) cho năm tài khoá 2025, trong đó đề cập hệ thống phòng không dạng Frankensam, hay còn gọi là tên lửa quái vật Frankenstein, loại vũ khí đang được triển khai ở Ukraine. Theo SASC. Frankensam là chương trình ghép nối hệ thống phóng mặt đất với tên lửa phòng không sẵn có để tạo thành một tổ hợp vũ khí hoàn chỉnh. Chương trình này bắt nguồn từ yêu cầu trong năm tài khóa 2023 của không quân Mỹ về một hệ thống phòng không tầm ngắn di động có thể nhanh chóng phát triển và đưa vào sử dụng tại Ukraine. Dự án Frankensam, tên gọi ghép từ tên quái vật Frankenstein với từ viết tắt của tên lửa đất đối không là sự hợp tác giữa Lầu Năm Góc và Ukraine. Hệ thống này chuyển đổi các hệ thống phòng không Bắc M1 thời Liên Xô để có thể phóng tên lửa RIM-7 Sea Sparrow do Mỹ cung cấp. Frankensam có một số biến thể, bao gồm biến thể kết hợp tên lửa không đối không AIM-9M Sidewinder với các radar thời Liên Xô hay sử dụng tên lửa Patriot với các hệ thống radar cũ hơn của Ukraine. Theo bài viết của New York Times, lâu năm góc cho biết sự hợp tác kỹ thuật giữa hai bên sẽ cho phép triển khai nhanh hơn và giúp Ukraine có năng lực đáng kể để duy trì các hệ thống phòng không của họ. Các hệ thống phòng không vẫn luôn là mối bận tâm lớn đối với Kiev. Quân đội Ukraine được cho là hiện có ít nhất 3 loại Frankensam. Loại thứ nhất kết hợp tổ hợp bấc với tên lửa Rim-7 c Sparrow. Loại thứ hai ghép radar thời Liên Xô với đạn Sidewinder. Loại cuối cùng là tên lửa, bệ phóng Patriot và radar nội địa của Ukraine. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Alexander Kamisin hồi tháng 1 cho biết hệ thống phòng không Frankensam của nước này đã lần đầu tiên bắn hạ một máy bay không người lái UAV dạng sahét của Nga. Giới chức Ukraine nhận định ưu điểm lớn nhất của dự án Frankensam là tốc độ triển khai, thông thường phải mất 3 đến 4 năm để chế tạo một hệ thống phòng không mới, trong khi chỉ mất vài tháng để ghép nối một tổ hợp Frankensam. Chuyên gia quân sự Thomas Newdick của Warzone nhận định, quân đội Mỹ đang thiếu hệ thống phòng không tầm ngắn và chương trình Frankensam có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Franken Sam cũng có thể giúp lấp đầy các khoảng trống khác trong lưới phòng không. Trong phiên họp nội các được tổ chức sáng 12 tháng 7 tại Tokyo, Nhật Bản chính thức công bố sách trắng quốc phòng 2024. Sách trắng quốc phòng 2024 tuy không có nhiều điểm mới so với lần trước, nhưng có nhiều điểm đáng chú ý. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2024 được công bố trong bối cảnh Nhật Bản đang kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng phòng vệ mùng 1 tháng 11 năm 1954, mùng 1 tháng 11 năm 2024. Sách trắng này bao gồm 558 trang với 79 tài liệu quan trọng như chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phòng vệ quốc gia, kế hoạch xây dựng năng lực phòng vệ, nguyên tắc chuyển giao trang bị quân sự, tài liệu tham chiếu biến động chi phí quốc phòng của các nước. Ngay trang bìa có in hình một lưỡi dao đang được chui rèn trong lửa nóng đỏ với hàm ý. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản không những không bao giờ từ bỏ sức mạnh phòng vệ, khả năng gian đe mà còn không ngừng nâng cao năng lực chiến đấu. Nhấn mạnh yếu tố bất ổn của môi trường an ninh quốc phòng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới và đánh giá tình hình hiện nay là phức tạp nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản 2024 cho biết, nước này sẽ tăng cường khả năng gian đe, khả năng phòng thủ và phản kích tên lửa quốc gia để đối phó với trường hợp bị nước khác tấn công bằng tên lửa. Được biết, đây là lần thứ 50 Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng và thông qua đó Nhật Bản muốn gửi tới toàn thế giới thông điệp hòa bình của mình. Đáng chú ý, sách trắng quốc phòng nêu quan điểm của Tokyo đối với nhiều vấn đề, từ căng thẳng xung quanh Đài Loan Trung Quốc đến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa Bắc Kinh và Washington. Theo sách trắng, các hoạt động phối hợp của tàu Trung Quốc và Nga xung quanh Nhật Bản rõ ràng là nhằm phô trương lực lượng với Nhật Bản và gây quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia. Trong khi đó, tài liệu nói rằng Triều Tiên gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản hơn bao giờ hết. Trong những năm gần đây, sách trắng quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải đối phó với các mối đe dọa khu vực, bao gồm ảnh hưởng quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Triều Tiên với kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng. Nhật Bản lên kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng vào năm 2027 để đáp ứng quy định của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về mức 2% GDP. Dù giá trị đồng yên suy giảm có thể ảnh hưởng đến sức mua. Theo tài liệu, Bắc Kinh định kỳ cử tàu đến các khu vực gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông cho rằng tham vọng quân sự của Trung Quốc gây ra thách thức chiến lược lớn nhất đối với Nhật Bản và thế giới. New York Times đưa tin, trong bối cảnh nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện về việc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden có nên tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ hai hay không, đội phụ trách chiến dịch tranh cử của ông đang âm thầm xem xét khả năng cạnh tranh của Phó Tổng thống Kamala Harris so với cựu Tổng thống Donald Trump. Bài báo của New York Times cho biết, Nhóm phân tích chiến dịch của ông Biden thực hiện cuộc khảo sát trong tuần này. Đây có thể là lần đầu tiên nhóm tìm cách đánh giá phó tổng thống sẽ thế nào nếu giành được vị trí cao nhất. Kể từ cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden, theo đó, ba nguồn tin giấu tên nói với New York Times về cuộc khảo sát, song không nêu rõ lý do tại sao đội ngũ của ông Biden lại thực hiện khảo sát đó hay họ dự định làm gì với kết quả. Báo Mỹ cho rằng, nhóm thu thập thông tin để trình bày với tổng thống về con đường phía trước khó khăn của ông hoặc để lập luận rằng ông Biden vẫn là ứng cử viên mạnh mẽ nhất cho đảng của mình. Trong khi đó, tờ New York Times cũng đưa tin rằng một số trợ lý và cố vấn lâu năm của ông Biden ngày càng tin rằng ông sẽ phải rời khỏi đường đua và đang cố gắng thuyết phục ông làm như vậy trong những ngày gần đây. Nhiều nhà lập pháp nổi tiếng cũng kêu gọi ông Biden từ bỏ hoặc xem xét lại kế hoạch tranh cử của mình. Dù một số trợ lý cấp cao của ông Biden từng lập luận rằng bà Harris không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, các nhà tài trợ và những người ủng hộ khác của Phó Tổng thống tin rằng bà có thể ở vị thế mạnh hơn và có thể là người truyền đạt thông điệp của Đảng một cách năng nổ hơn. Sau sự kiện tranh luận, tương lai chính trị của ông Biden tiếp tục được đặt câu hỏi sau cuộc họp báo hôm 11 tháng 7 tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington. Đây là sự kiện được theo dõi chặt chẽ vì là lần đầu tiên không có kịch bản dài nhất của ông Biden kể từ màn tranh luận. Ngay trước cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những nhầm lẫn. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông cho rằng Tổng thống đã trả lời khéo léo nhiều câu hỏi về chính sách đối ngoại suốt gần một tiếng họp báo với 19 câu hỏi từ 10 phóng viên. Các chủ đề bao gồm Nga, Israel và nền kinh tế, Trung Quốc và chính sách của Mỹ xung quanh xung đột tại Ukraine. Ông cũng được cho là đã đưa ra những phản biện tốt hơn về ông Trump. Trọng tâm của ông Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO là nhấn mạnh việc ông đã đoàn kết liên minh sau khi ông Trump làm nhiều điều để chia rẽ liên minh trong nhiệm kỳ của mình. Tổng thống vẫn lạc quan trong các cuộc thảo luận với các nhà tài trợ và các quan chức được bầu của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, bà Harris cẩn thận thể hiện lòng trung thành hoàn toàn với nỗ lực của ông Biden nhưng những người ủng hộ âm thầm đưa ra ý tưởng rằng bà có thể là một ứng cử viên mạnh hơn, thậm chí một số còn đi xa hơn khi đề xuất những người tranh cử đồng hành tiềm năng cho phó tổng thống. Sau màn thể hiện kém thuyết phục của tổng thống Joe Biden tại cuộc tranh luận gần đây với đối thủ Donald Trump, nhiều thành viên Đảng Dân chủ đang xem phó tổng thống Kamala Harris là ứng viên có thể thay thế ông Biden trong cuộc đua vào nhà trắng sắp tới. Tổng thống Biden hiện vẫn chưa chịu từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng và trong lúc đợi ông đổi ý, các nhà tài trợ, nhà hoạt động và quan chức của Đảng Dân Chủ quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi liệu cơ hội để bà Harris đánh bại ông Trump có cao hơn ông Biden không? Bà Harris, 59 tuổi, từng là thượng nghị sĩ và tổng trưởng lý bang California. Bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành tổng thống Mỹ nếu trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Một số thành viên đảng Dân Chủ tin rằng bà Harris có thể thu hút các nhóm cử tri ủng hộ đảng này nhưng không còn nồng nhiệt với ông Biden. Trong đó có cử tri da màu, cử tri trẻ và những người không tán thành cách ông Biden xử lý cuộc xung đột Israel-Hamas. Một vấn đề khác là chi phí vận động tranh cử. Bà Harris sẽ tiếp quản số tiền mà chiến dịch của ông Biden vận động được, cũng như kế thừa cơ sở hạ tầng của chiến dịch. Đây là một lợi thế quan trọng khi chỉ còn gần 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Trước đó, tờ Wall Street đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết sẵn sàng thay thế Tổng thống Joe Biden nếu cần, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tuổi cao và các vấn đề về trí nhớ của Tổng thống. Bình luận của bà Harris được tờ Wall Street Journal đưa tin đầu tiên vào hồi tháng 2, một tuần sau khi Phó Tổng thống tuyên bố như vậy trong cuộc họp hàng ngày trên chuyến bay Air Force Two. Bà Harris được hỏi liệu những quan ngại về trí nhớ của ông Biden có đồng nghĩa với việc bà phải thuyết phục công chúng rằng bà sẵn sàng phục vụ hay không bà harris mạnh dạn tuyên bố tôi sẵn sàng phục vụ không có nghi ngờ gì về điều đó gạt bỏ gợi ý rằng bà thực sự cần thuyết phục cử tri về bất cứ điều gì phó tổng thống nói bất cứ ai nhìn thấy bà đang làm công việc của mình đều hoàn toàn nhận thức được khả năng lãnh đạo của bà mặc dù thể hiện sự tự tin về khả năng lãnh đạo phó tổng thống harris vẫn có thể cần phải thuyết phục một số cử tri do tỷ lệ tín nhiệm của bà đang giảm mạnh theo một cuộc thăm dò mới của NBC, tỷ lệ tín nhiệm của Phó Tổng thống rơi xuống mức thấp mới với 53% cử tri được hỏi nhìn nhận bà một cách tiêu cực, khoảng 42% người được hỏi trong cuộc thăm dò cho biết họ thực sự có cái nhìn rất tiêu cực về Phó Tổng thống, chỉ có tổng cộng 28% trong số họ có cái nhìn tích cực về bà Harris. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại